Rồi, xin chào tất cả các bạn và anh em đang theo dõi kênh YouTube Hoàng Long Thanh Số. Và bây giờ hiện tại là hơn 7 giờ, hai anh em chúng tôi đang trên đường đi sang Ninh Bình. Đi sang Ninh Bình để lắp một bộ dàn karaoke cho anh Nghĩa. Bộ dàn karaoke của anh Nghĩa trong buổi chiều tối, trong tối ngày hôm nay. Hiện tại giờ là gần 8 giờ, hai anh em chúng tôi đang đi xuống phà để đi sang Ninh Bình. Đây gọi là phà gì? Sang Ninh Bình để lắp ghép một bộ dàn karaoke cho anh trong buổi chiều tối ngày hôm nay, trong lúc tối ngày hôm nay. Và xin mời tất cả các bạn và anh em. Chị ơi, đây là gọi là phà gì chị nhỉ? Phà đan tỏa. Đan tỏa. Đan tỏa. Đan ba. Đan tỏa. À đây. Anh em chúng tôi đã tìm được đường đến nơi tại nhà anh Nghĩa ở tại Yên Khánh, Ninh Bình. Đây, hai anh em đang đi xe máy đang trước để dẫn đường vào nhà anh để lắp ghép cho anh một bộ dàn karaoke trong buổi tối ngày hôm nay. Ôi, nhìn gái Ninh Bình xinh. Rồi, em chào anh. Rồi, chào anh. Ninh Bình. Tôi muốn hát lên trọn lời yên bình, kể tai em bằng con tim một người yêu em. Chưa nắng trong sờ gió núi, sờ sóng khơi tan vỡ mộng, nên tôi nghẹn lời ôm cùng đời vàng phần lẻ. Mong gì gặp lại lần thứ